Chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Em Review. Thì tiếp tục series thử thách build cấu hình PC, Giang nhận được rất là nhiều yêu cầu từ các bác, nhất là trên TikTok BCM. Vậy thì hôm nay thử thách sẽ là gì nhỉ? Anh Hiếu có đoán được không? Là gì em nhỉ? Hôm nay thử thách build cấu hình PC 16 triệu có 3060. Ok, I accept this challenge. Và không dài dòng hơn nữa, xuống dưới room chọn linh kiện thôi. Và chúng ta cùng xem là Giang build cấu hình PC với 3060 như thế nào nhé anh em. Ok. Đầu tiên là VGA đúng không? 3060 à? 3060 đây. Em chọn con Gigabyte RTX 3060 Eagle này. Anh biết okay. Tại sao không? Tại sao em? Tại vì ở BCM ý, khi build kèm PC nhá, giá con này cực kỳ rẻ luôn, 8 triệu rưỡi anh ạ. Ok, để mà nói về con RTX 3060 này, nó là một con cả màn hình có thể chiến được tất cả các thể loại game, từ cao cho đến ultra, ở mức độ phân giải là từ 1080 đến tận 2K cơ. Còn WinForge Eagle đó thì nó lại được trang bị công nghệ làm mát riêng đến từ nhà Gigabyte, giúp chiến game rất là mượt mà lại còn rất là mát mẻ nữa. Thế này chiến game ngon đét đèn đèn luôn. Ok, tiếp theo thì em muốn chọn đến phần nào nhỉ? Em sẽ chọn mainboard. Ok. Mainboard ấy thì em vẫn sẽ hướng về những cái dòng hát bởi vì nó giá rẻ. Em sẽ chọn con H510M này. Đi kèm với nó thì sẽ là con i3-10105S. Em hy vọng là nó sẽ kéo được con 3060. Để mà tư vấn cho em về combo i3 kéo con 3060 thì anh sẽ tư vấn cho em một con i3 đời 12 thay vì một con i3 đời 10. Bởi vì tại sao? Là i3 đời 12 nó có đến tận 12 mê cách, giúp em có thể thoải mái xử lý chơi game tốt hơn. Kèm đó là con i3-12000 có 4 nhân và 8 luồng xử lý. Và để mà nói về giá thành thì nó chỉ chênh nhau so với con i3-10 thì khoảng 1 triệu mà thôi. Nghe cũng hợp lý nhỉ. Thế thì em sẽ chốt con combo của anh nhá. H610M với cả con i3 gì anh nhỉ? i3-12100F. Ok, i3-12100F. Được. À đây, i3-12100F của anh đây. Tiếp đến là em sẽ chọn RAM anh ạ. RAM thì em sẽ chọn một thanh thôi vì em đang sợ bị quá budget ý. Như cái thử thách lần trước thì em vẫn sẽ chọn cái con RAM của team T-Force này, Vulcan Z. Nó khá là rẻ. Nhưng mà các bác nào mà muốn chơi game kiểu mượt mà hơn ý, với cả là có làm các tác vụ khác như kiểu livestream hay là lướt web nữa ý, thì cứ nâng cấp lên hai thanh RAM cho mình. Chỉ cần bỏ ra 750.000 thôi, dual channel luôn. Thế còn tiếp theo là gì em? Em sẽ chọn SSD. Để em tính xem nào. Ui anh Hiếu ơi, em hết tiền rồi, chắc là em sẽ chọn cái con 240GB này thôi anh ạ. Okay. Nhưng mà ấy, kiểu 240GB thì các bác vẫn hoàn toàn có thể cài 1-2 tựa game kiểu các bác hay chơi nhất thôi. Vẫn rất là mượt mà, ok luôn. Còn 2-3 linh kiện nữa thôi là em sắp hoàn thành thử thách rồi anh ạ. Nguồn nhá. Nguồn ở đây có 550W này, 700W với cả 750W. Em nghĩ là em sẽ chọn cái con Cooler Master 700W này, bởi vì nó sẽ kéo được con 3060 ngon đét luôn đi anh. Ok em. Nặng quá, giúp em với. Đây. Vỏ cây. Hết tiền rồi. Chọn vỏ cây là rẻ rẻ thôi. Anh ạ, chắc là em sẽ chọn cái con Kenno này, rẻ nhất ở BCM rồi. Như cái cấu hình lần trước 11 triệu em build ấy, thì em cũng chọn cái con này. Với cả em chọn màu trắng. Con này thì được tặng 3 fan led. Gì nữa không nhỉ? Anh ơi! Hình như là hết rồi, hết tiền mua tản nhiệt cho CPU ấy. Không sao em ạ, bởi vì con i3-12100F này tản stock của nó cũng đã rất là mát rồi. Thế nên em cứ tự tin và sử dụng tản stock của i3. Ok, nếu mà có tiền ý, em cũng sẽ nâng cấp lên cái con tản nhiệt CR1000 ý anh. Thế nó đẹp lắm luôn ý, nó kiểu có led ý. À, chờ em tí, để em tính tiền xem bộ này bao nhiêu tiền nhá. Tèn tèn tèn. Anh biết bộ này bao nhiêu tiền không? Không. 16.990.000. Chỉ có hơn 16 triệu tí thôi mà các bác. Mà điều đặc biệt ý, quà em được tặng này. Đây nhá, đây là combo 3 món, phím chuột cộng lót chuột. Cộng với em được tặng 3 cái con fan led Diamond RGB này. Đẹp hơn cái con fan led em được tặng lúc trước rất là nhiều luôn này. Mà ai mà không lấy quà tặng ý, sẽ được giảm 400k nhá. Ok, thế thì chúng ta sẽ cùng xem nào hiệu năng chơi game của PC Giang build thì sẽ như thế nào nhá. Ok, let's go. Ok, RTX 3060 với i3-12100F, 16.990.000 với 8GB RAM, cùng xem.
nó có thể làm được gì khi mà chiến game nha anh em. Tựa game đầu tiên mình test ngày hôm nay đó là CSGO, với mức độ phân giải đấy là Full HD, thiết lập đồ họa max setting. Anh em có thể thấy FPS trên màn hình luôn luôn dao động trên 240. Chơi game thực sự rất là mượt luôn mà không hề có hiện tượng nghẽn cổ chai. Nhiệt độ phòng của mình hiện tại đang là 24 đến 25 độ C, nhưng mà chúng ta có thể thấy là nhiệt độ cho ra của combo i3 và RTX 3060 luôn luôn đạt ở ngưỡng là 60 độ C, rất là mát và hoàn toàn có thể chiếm được game nha anh em. Ok, GTA 5 max setting Full HD anh em ơi. Chúng ta cùng xem nào. Nhiệt độ đang dao động khoảng tầm vẫn chỉ là 60 độ C và cái phần trăm loát nó vẫn chưa cao khi mà ở một con game mà nó nặng như thế này anh em ạ. Mặc dù là GTA 5 nó tối ưu rất tốt nhưng mà đồ họa của nó cũng khá là nặng đấy. Mọi người có thể nhìn thấy là FPS luôn luôn dao động khoảng tầm 80 đến 100 FPS. Chiến rất là mượt tất cả những cái tựa game AAA hiện nay luôn. Bởi vì là game AAA thì anh em không cần FPS cao làm gì cả, chỉ cần nó ổn định và mượt mà nhất có thể để anh em tối ưu hóa được cái trải nghiệm tựa game của anh em mà anh em yêu thích thôi. Đó, mọi người có thể thấy rất mượt luôn. Ok, tựa game cuối cùng mình mang đến cho anh em đấy là Battlefield 5. Nếu như GTA 5 không đủ đô thì con Battlefield này nó thực sự là một con hủy diệt cạc màn hình anh em ạ. Nó là một con hủy diệt cạc màn hình và đương nhiên rồi, luôn luôn là Full HD và Ultra Setting thôi. Và sẽ cùng xem, mọi người có thể nhìn thấy cái cảnh tựa game hiện giờ mình đang để mức thiết lập đồ họa Ultra Setting, tuyết rơi rất là đẹp luôn. Những cái chi tiết về thời tiết, những cái chi tiết về súng ống hoàn toàn là hoàn hảo để mà cho anh em trải nghiệm những tựa game AAA. FPS hiện tại đang là 100 FPS, 70 độ C và đương nhiên là con cạc lúc này nó đang hoạt động tối đa công suất với 100% loát rồi. Nhưng mà mọi người yên tâm, cạc màn hình loát 100% nhưng mà chơi thì sao? Anh em có thể nhìn thấy vẫn đang rất là mượt với cái mức đồ họa Ultra Setting như thế này. Với cái tựa game AAA thì đương nhiên là về cái mức độ trải nghiệm về đồ họa trong game luôn luôn là tối ưu hàng đầu rồi đúng không anh em? Đấy, mọi người có thể thấy siêu đẹp luôn anh em ạ. Và đó là những gì bộ PC này làm được. Các bạn nghĩ sao về bộ PC này khi mà chiến mượt được tất cả các tựa game 16 triệu mà có 3060? Thì comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Anh em sẽ được tặng một combo 3 món phím chuột và lót chuột, 3 pha LED Diamond RGB và được giảm thêm 100k khi mua kèm màn hình. Nếu như anh em không lấy quà thì sẽ được giảm 400k trực tiếp vào hóa đơn. Đừng quên like và subscribe channel để xem video mới nhất của chúng mình nhé. Bye bye anh em.